Top 4 loại rau củ nấu chín nhận được nhiều dinh dưỡng hơn ăn sống. Kính thưa bà con cô bác, trong cuộc sống hiện đại, khi mọi người ngày càng chú trọng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, câu hỏi về cách chế biến rau củ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù đã có những quan điểm phổ biến cho rằng, việc ăn sống giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn, tuy nhiên, tiến sĩ Amy Myers, một chuyên gia y tế hàng đầu, đã đưa ra những quan điểm mới mẻ và chi tiết hơn về việc chế biến rau củ. Theo bác sĩ Myers, không phải mọi loại rau củ đều tận hưởng lợi ích tối đa từ việc ăn sống. Cô lưu ý rằng mỗi loại rau củ mang đến một hệ thống chất dinh dưỡng riêng biệt, và cách chúng ta xử lý và tiêu thụ chúng có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ và giữ lại chất dinh dưỡng. Các yếu tố như nhiệt độ, thời gian chế biến và sự kết hợp thực phẩm đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Bác sĩ Amy Myers cũng nhấn mạnh rằng, việc chế biến không đúng cách có thể làm hao hụt dưỡng chất quan trọng và thậm chí làm tổn thương chúng, tác động tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, quyết định nên ăn sống hay nấu chín không thể chủ quan và nên dựa trên tính chất cụ thể của từng loại rau củ. Bà cho biết rằng mặc dù cả hai cách tiếp cận đều mang lại các chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng, quá trình nấu nướng vẫn còn là lựa chọn có lợi đối với một số loại rau củ. Cụ thể, quá trình nấu chín có thể thay đổi thành phần hóa học của rau củ, giúp giải phóng và kích thích sự hấp thụ của cơ thể. Với những lời khuyên chi tiết và nhận thức sâu sắc, giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về sự phức tạp của quá trình chế biến rau củ và tầm quan trọng của việc hiểu rõ từng loại để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng từ chúng. Điều này giúp mọi người đưa ra quyết định thông thái và linh hoạt trong việc lựa chọn cách chế biến rau củ phù hợp với nhu cầu sức khỏe và khẩu phần của mình. Dưới đây là 4 loại rau củ khi nấu chín cho nhiều giá trị dinh dưỡng bạn không nên bỏ qua. 1. Cà rốt. Cà rốt, với vẻ ngoại hình rực rỡ và hương vị ngọt ngào, không chỉ là một loại rau củ phổ biến mà còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Trong cuộc tranh cãi giữa việc ăn sống hoặc nấu chín cà rốt, tiến sĩ Amy Myers đã đưa ra quan điểm chi tiết và hợp lý về lý do tại sao nấu chín có thể là lựa chọn ưu việt. Đầu tiên và quan trọng nhất là, cà rốt nấu chín có thể giải phóng nhiều beta-carotene hơn so với cà rốt sống. Beta-carotene là một dạng của vitamin A, một chất dinh dưỡng không thể phủ nhận về tác động tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là về hệ thống miễn dịch. Trong quá trình nấu chín, beta-carotene được kích thích và giải phóng hiệu quả hơn, giúp cơ thể tiếp cận một nguồn vitamin A quan trọng. Ngược lại, mặc dù cà rốt sống có hàm lượng vitamin C cao, nhưng lượng beta-carotene thường ít hơn, và cơ thể cần chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A để đạt được lợi ích tối đa. Một điểm khác đặt ra là, việc quá trình nấu nướng có thể làm mất mát một số lượng nhỏ vitamin C trong cà rốt, nhưng lượng này không đáng kể. Bà cũng đề cập đến những biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu mất mát này, như việc sử dụng phương pháp hấp, giữ nắp kín khi nấu, và kiểm soát thời gian nấu. Cuối cùng, bác sĩ Amy Myers nhấn mạnh rằng, cà rốt nấu chín dễ tiêu hóa hơn so với cà rốt sống. Điều này không chỉ giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn, mà còn giảm nguy cơ gặp vấn đề tiêu hóa. Vì vậy, trong lựa chọn giữa ăn sống và nấu chín cà rốt, quan điểm khoa học và chuyên sâu của tiến sĩ Amy Myers đã làm rõ rằng, việc nấu chín mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng hơn, đặc biệt là khi nói đến việc cung cấp vitamin A và tối ưu hóa quá trình tiêu hóa. 2. Cải xoăn. Cải xoăn, với danh tiếng là thực phẩm trường thọ, là một loại rau củ quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của nhiều người. Có sự đa dạng về lợi ích sức khỏe mà cải xoăn mang lại đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về việc ăn sống hay nấu chín loại rau này. Trong ngữ cảnh này, tiến sĩ Amy Myers đã chia sẻ quan điểm của mình, nhấn mạnh rằng ưu tiên ăn cải xoăn khi nấu chín là quan trọng. Bác sĩ Myers lưu ý rằng việc chế biến cải xoăn với nước nhiều hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao không tốt cho các loại rau lá xanh, đặc biệt là những loại giàu vitamin và khoáng chất như cải xoăn. Bà khuyến cáo rằng khi nấu cải xoăn, nên tránh cách nấu quá kỹ, sử dụng lửa to, hoặc thêm nhiều muối. Phương pháp hấp được đề xuất bởi bác sĩ Myers, với lý do rằng nó giúp giảm thiểu mất mát dinh dưỡng mà vẫn bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ Myers cung cấp ví dụ về việc hấp cải xoăn, giải thích rằng quá trình này có thể làm bất hoạt các enzyme ngăn cản cơ thể sử dụng iốt, giúp kiểm soát hoạt động của tuyến giáp. Bà cũng đưa ra lời khuyên về cách luộc cải xoăn, yêu cầu đun nước sôi kỹ bằng lửa to,
sau đó nhanh chóng vứt ra khi rau đã chín tới, vì ăn càng sớm càng tốt. Ngoài ra, bác sĩ Amy Myers chia sẻ về vị đắng của cải xoăn sống và nhấn mạnh rằng việc này có thể giảm bớt khi chúng ta nấu chín cải xoăn. Bà cũng lưu ý rằng, cải xoăn khi ăn sống có thể khó tiêu hóa hơn so với cải xoăn khi nấu chín và có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa. Bác sĩ cũng cảnh báo về nguy cơ của việc ăn cải xoăn sống khi nó vẫn còn thuốc trừ sâu vì có thể khó làm sạch hoàn toàn, tạo ra tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ cũng không phủ nhận rằng cải xoăn sống vẫn có giá trị dinh dưỡng và là một lựa chọn tốt nếu được tiếp cận một cách an toàn và sạch sẽ. 3. Cà chua. Cà chua, với sự đa dạng và phổ biến trong ẩm thực hàng ngày, ngày càng thu hút sự quan tâm sâu sắc về cách chế biến và tiêu thụ để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng. Tiến sĩ Amy Myers, một chuyên gia y khoa nổi tiếng, đã trình bày một loạt các lời khuyên chi tiết và chứng minh khoa học xoay quanh việc lựa chọn cà chua chín thay vì cà chua sống, gián tiếp mở ra một cuộc thảo luận sâu rộng về những ảnh hưởng kỹ thuật chế biến có thể đem lại cho sức khỏe con người. Bà Myers nhấn mạnh rằng, việc ăn cà chua chín mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn so với việc tiêu thụ cà chua sống. Theo bà, quá trình nấu chín cà chua ở nhiệt độ cao không chỉ giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, mà còn kích thích sự gia tăng của lycopene và các chất chống oxy hóa khác. Lycopene, một hợp chất có mặt trong cà chua, đã được nghiên cứu và chứng minh liên quan đến khả năng giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư, mở ra triển vọng lớn về việc sử dụng cà chua như một phần quan trọng của chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe. Bác sĩ Myers cũng lưu ý đến phương pháp chế biến cà chua để tối ưu hóa lượng lycopene. Việc luộc cà chua trong khoảng 30 phút có thể tăng hàm lượng lycopene lên đáng kể. Điều này thực sự là một thông tin quan trọng cho những người đang tìm kiếm cách chế biến cà chua một cách hiệu quả từ góc độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng việc nấu quá lâu với nhiệt độ cao có thể đồng thời làm giảm hàm lượng một số chất dinh dưỡng khác trong cà chua, đặt ra thách thức về việc đạt được sự cân bằng tối ưu trong quá trình chế biến. Trong trường hợp của cà chua sống, bác sĩ Myers khuyến nghị chỉ tiêu thụ khi chúng đã chín kỹ để tránh nguy cơ ngộ độc và các vấn đề sức khỏe khác. Bà cũng cảnh báo về việc ăn hạt cà chua chưa chín đầy đủ, có thể gây khó tiêu và tăng nguy cơ viêm ruột thừa, đặc biệt là khi cà chua sống chưa đạt độ chín tối đa. Do đó, quá trình lựa chọn cách chế biến và tiêu thụ cà chua không chỉ là vấn đề của sự thưởng thức hương vị, mà còn đặt ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể của người tiêu dùng. Như vậy, việc tận dụng thông tin khoa học này có thể mở ra một hành trình khám phá mới về ưu điểm của cà chua và cách tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng từ loại quả này. 4. Măng tây. Măng tây không chỉ là một loại rau ngon miệng và mọng nước, mà còn là một nguồn kho báu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rất nhiều người tin rằng, ăn măng tây sống có thể giữ được các chất chống oxy hóa và vitamin, mà khi nấu chín có thể bốc hơi đi. Tuy nhiên, theo lời khuyên của tiến sĩ Amy Myers, sự thật có vẻ ngược lại. Bác sĩ Myers giải thích rằng, cả việc ăn măng tây sống và ăn sau khi nấu chín đều mang lại những lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, khi nói đến lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng, việc ăn măng tây chín có vẻ tốt hơn, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa yếu. Bà Myers argumento rằng, bên cạnh kết cấu mềm mại của măng tây khi nấu chín, nhiều chất dinh dưỡng quan trọng trong măng tây có thể không được giải phóng trước khi nấu chín. Quá trình nấu giúp giải phóng các chất dinh dưỡng này khỏi tế bào, làm tăng khả năng hấp thụ của cơ thể. Khi măng tây được nấu chín, vitamin A, B9, C và E sẽ có hàm lượng sinh học cao hơn. Bác sĩ Myers cũng đề cập đến một số chất chống oxy hóa quan trọng trong măng tây, như polyphenol, có thể tăng lên đến 16% khi măng tây được nấu chín. Beta-carotene và quercetine, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác, cũng có tăng lên lần lượt là 24% và 98% sau quá trình nấu chín. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng, quá trình nấu có thể làm giảm hàm lượng vitamin C từ 10 đến 52%. Vì vậy, quyết định làm thế nào để chế biến măng tây phải dựa vào mục đích cụ thể để tận dụng đầy đủ các lợi ích dinh dưỡng của loại rau này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!